Chào các bạn, mình đang ở văn phòng của USA Order và hôm nay mình được giới thiệu một cái máy in rất là độc đáo và rất là đặc biệt. Nó có tên là Printbrush XDR. Đây là cái hộp của Printbrush XDR thì các bạn thấy là nó có cái hộp rất là nhỏ gọn và đơn giản. Ở đây thì người ta giới thiệu nó là một cái máy in di động thực thụ và nó sẽ kết nối qua Wi-Fi, nó làm việc cùng với một cái điện thoại để chúng ta có thể in lên hầu như là bất kỳ cái vật liệu nào. Đây là bên trong. Các bạn thấy là chữ Printbrush XDR. Đây là cái máy in của chúng ta. Thì các bạn thấy là nó có một cái thiết kế rất là nhỏ thôi, nó cầm vừa trong lòng bàn tay của mình, nó như là một con dấu á. Và với cái thiết kế này thì các bạn hoàn toàn có thể cầm nó như này, hoặc nếu mà các bạn thuận tay phải thì cầm nó như này, và chúng ta di lên tất cả những cái bề mặt nào để nó bắt đầu nó in. Ở mặt dưới của Printbrush XDR thì các bạn thấy là nó có một cái mắt in ở đây, và cái mắt này nó dài khoảng độ gần 2 cm và nó được kết nối thẳng với lại cái hộp mực in. Khi mà chúng ta thay hộp mực in thì đồng nghĩa chúng ta cũng sẽ thay cái phần mắt này luôn. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái nút gạt bật tắt cái máy in, và hai bên là hai thanh quận để chúng ta di chuyển khi mà chúng ta in. Đây là cái phần pin, chúng ta sẽ thỡ nó ra như này. Đó, cái cục pin này của cái máy in nó có dung lượng là 600 mAh. Và tiếp theo thì các bạn sẽ thấy đó là một cái hộp mực này của HP. Để tháo hộp mực này ra thì đầu tiên chúng ta sẽ phần nắp cái đế này, mình ấn nó lên và nó cậy ra như này, sau đó thì mình sẽ tháo hẳn nó ra. Theo như nhà sản xuất công bố thì cái hộp mực in này nó sẽ in được khoảng 5.000 ký tự trước khi nó hết và chúng ta phải mua một hộp mới. Thế bạn thấy là cái phần mạch điện cũng như là cái mắt nó được tích hợp vào đây. Print Dream họ công bố là cái máy in của họ có thể in được hầu hết trên các bề mặt, và bản thân họ công bố thì họ nói là có thể in trên gỗ, in trên da, in trên kim loại, in trên nhựa, rất là nhiều những bề mặt. Do đó thì chúng ta có thể ứng dụng cái máy in này để in trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta. Ví dụ như mình có một cái bình giữ nhiệt của mình đây, và nhờ cái việc mà nó có thể cầm trên tay và nó di chuyển thì chúng ta có thể in được trên những cái bề mặt nó cong như này. Mình sẽ tạo một cái nội dung mà mình in thử lên cho các bạn xem. Đây, mình in đơn giản. Thì nó có hai cái tùy chọn, là in một lần và in nhiều lần. Nếu mà chúng ta chọn in nhiều lần thì bất kỳ chúng ta di chuyển thì nó sẽ in, và chúng ta càng di chuyển thì nó sẽ càng in theo một cái chiều dài, nó không dừng. Còn mình sẽ chọn là in một lần. Rồi bây giờ để in thì mình chỉ việc để cái máy này xuống bề mặt và mình kéo nó sang bên từ trái qua phải. Đó, là nó đã in. Cái nội dung nó vẫn đang lưu trong cái máy này, và để tiếp tục in thì mình chỉ việc đặt nó xuống cái bề mặt và mình kéo tiếp mà thôi. Đó. Cái máy này nó sẽ dùng công nghệ để nó phán đoán được là cái tốc độ di chuyển của các bạn. Bất kể các bạn di chuyển nhanh hay di chuyển chậm thì nó cũng sẽ cho ra cái lượng mực tương tự và đồng nhất. Cho nên là chúng ta không cần quan tâm đến việc là chúng ta phải di chuyển nhanh hay là đúng một tốc độ nào đấy. Các bạn thấy là cái chữ nó in lên rất là đẹp, rất là nét. Nó giống như là những cái máy in mà chúng ta sử dụng hàng ngày vậy. Hay như là các bạn có thể tùy chọn bổ sung thêm dòng. Chúng ta có thể in tối đa là 3 dòng. Đây là mình đã tạo được một cái template đơn giản là bao gồm 3 cái dòng in, để mình in thử cho các bạn xem nhé. Rồi, để in 3 dòng thì các bạn sẽ để ý là những cái âm thanh nó phát ra từ cái máy này để nó hướng dẫn chúng ta là xuống dòng và chúng ta di chuyển in. Đó, các bạn thấy là nghe tiếng tít. Đó, tít thêm tiếng nữa. Đó. Tối đa chúng ta có thể in được 3 dòng trong một lần in. Bây giờ mình sẽ thử in một cái logo màu lên cái bề mặt là da, và mình chọn lại cái logo MU nó có màu đỏ như này. Mình sẽ in cho các bạn xem nhé. Đó. Thì các bạn thấy là đây là cái logo MU khi mình in lên cái bề mặt là da bò, da là da vân, da hạt. Đó. Đây là kích thước thật, và để các bạn in được cái khổ tối đa của nó là nó có độ dày như này. Và chúng ta sẽ cho cái hình nó vào trong cái khung đấy thì chúng ta có thể in được. Hoặc là nếu mà các bạn muốn in to thì bạn kéo nó lên như này. Nhưng mà khi đó thì nó sẽ bị cắt cho cái phần màu trắng này mà thôi. Đấy, đây là một cái hình mình in lên trên bề mặt da. Thì bạn thấy là cái màu sắc nó thể hiện được khá là tốt cái màu sắc và những cái chi tiết, mặc dù nó in rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn có thể thấy là nó thể hiện rất là tốt. Miếng gỗ này cũng là miếng gỗ thật, và bây giờ mình sẽ in thử lên gỗ. Ý tưởng của mình sẽ là ở nhà mình sẽ có những cái tấm gỗ như này, hoặc là mình sẽ có những cái hộp bằng gỗ, sau đó mình sẽ in những cái tem nhãn lên để cho nó dễ sử dụng và mình dễ nhận biết. Đó. Như vậy là cái nội dung được chuyển sang máy in. Bây giờ mình chỉ việc quét lên trên cái bề mặt gỗ này để mình in mà thôi. Đó, đây là cái nội dung mà đã được in lên cái bề mặt gỗ. Bây giờ thì để in tiếp thì các bạn chỉ việc kéo nó đi thôi, chứ các bạn không phải là gửi lại. Nó chỉ cần gửi một lần thì nó nhận được. Đó, nó kêu tiếng tít là biết là nó in xong. Kéo như này. Đó. Với những cái bề mặt ví dụ như là gỗ, là giấy, là da thì nó in lên là nó dính chết luôn và vẫn không được tẩy được. Thêm nữa là do đây là một cái công nghệ mà nó dùng nhiệt để nó in, cho nên là các bạn không nên sử dụng nó để in trực tiếp lên da, bởi vì nó sẽ có thể nó sẽ gây tổn thương lên cái bề mặt da của chúng ta.
Đây, một cái lợi ích của cái máy in di động này là các bạn có thể in lên bất kỳ một cái bề mặt, mặc dù nó cong. Nó cong như ví dụ như cái đùi mình đây nó cong như này thì mình có thể mình in mình vẫn quét, thì không biết nó có nóng không ta. Ok, bây giờ mình sẽ in thử nhá. Đó, thì bạn thấy là cái chữ nó in lên cái quần bò xám của mình lên màu này, chữ màu đen và đây là quần bò màu xám này. Tiếp theo thì mình sẽ thử in lên một cái bề mặt là bằng nhôm, và cái bề mặt nhôm này là một cái máy đeo màu tím. Đó. Thấy là mình sẽ đó, đây là cái chữ được in lên cái máy màu tím nhôm. Do nó là cái bề mặt, cái mắt của nó thì nó sẽ bị dính mực, cho nên là nếu mà chúng ta muốn đạt được cái chất lượng in tốt nhất, cái hình mà nó đẹp nhất, thì chúng ta nên in 2 hoặc 3 lần. Thì tới cái lần thứ 2 và lần thứ 3 thì nó sẽ rõ và nó đẹp hơn so với lần in đầu tiên. Cái logo mình in thử trên cái máy đeo sau lần thứ 3 thì nó đã rất là rõ và rất là chi tiết rồi, như thế này. Và nếu mà chúng ta để khô thì nó sẽ tạo được thành một cái logo trên cái máy. Mình sẽ thử xem là cái máy in này nó có in được trên một cái bề mặt mà nó hình tròn, hình trụ và nó nhỏ như này. Thì cái việc đó thì mình sẽ phải cầm cái máy in và mình quét qua, quét lại như này, hình một cái vòng cung. Đây, thì bạn thấy là cái logo của mình đã in lên trên bề mặt, cái bề mặt, cái bình nhôm lóc bên lóc nó như thế này. Theo mình thấy thì cái Printbrush XDR này nó rất là phù hợp với lại nhu cầu cá nhân. Ví dụ chúng ta có những cái sản phẩm trong nhà, ví dụ cái bình nước hay là những cái hộp hoặc là những cái bình đựng cái vật phẩm trong nhà và chúng ta muốn in một cái nhãn gì lên đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái máy in này để chúng ta in, mà không nhất thiết là chúng ta phải in lên một cái tờ đề can hay là chúng ta tự viết tay lên. Các cửa hàng nhỏ có thể sử dụng cái máy in này để họ in lên trên những cái bề mặt, những cái nơi mà họ không thể tháo ra hoặc là họ không thể in, nó sử dụng những cái máy in thông thường, thì các bạn có thể sử dụng cái Printbrush XDR này để làm điều đó. Và với cái việc mà nó in được màu và cái độ chi tiết của nó khá là cao thì chúng ta sẽ có được những cái hình ảnh rất là chất lượng. Một cái giới hạn của cái Printbrush XDR này đó là cái phần mắt của nó chỉ giới hạn được cái khổ rộng của nó là khoảng độ 2 cm mà thôi. Sau đó là chúng ta sẽ chỉ có thể in được những cái hình hoặc những cái logo mà nó có tầm kích thước đó. Hiện tại thì cái máy in này nó ở Việt Nam thì nó có giá khoảng độ 8 triệu đồng. Và với một cái bình mực như vậy thì chúng ta sẽ in được khoảng độ 5.000 ký tự, tức là rất là nhiều dành cho cái mục đích sử dụng cá nhân. Cảm ơn các bạn.